Chào tất cả mọi người nha. Thì hồi bữa giờ lọc trời cái cửa này người ta làm á mọi người, thì nó ít quá mọi người ạ. Người ta cũng làm biến làm hay sao bây giờ cũng chưa có luôn. Về thôi lọc cũng đã hỉ rồi, nên lọc cũng mới vừa đem dán qua đó lọc tự làm cửa luôn nha mọi người. Thì đây là có máy nè, máy khoan nè, rồi búa đo đồ nè. Đó khi nào đo xong rồi lọc sẽ cắt bằng tay luôn cũng được. Thì hồi bữa giờ rồi do là lọc livestream lọc dạy học phụ hồ á mọi người, nên là lọc cũng không có vô đây, nên là cát đồ nó ấy quá trời luôn á. Thì hôm nay á lọc làm xong cái cửa này á thì lọc sẽ ăn tân gia nhà mới nha mọi người. Thì cái nhà đây tuy nó là cái nhà tí hon nhưng mà nó cũng là một cái nhà nha mọi người. Sau bây giờ lọc sẽ quét sạch sẽ rồi lọc sẽ tiến hành làm cửa luôn nha, xong rồi ăn tân gia luôn. Cùng lọc với ông Ba cũng đã làm xong hai cái cửa rồi mọi người. Thì cũng mới vừa sơn xong luôn nè. Cái cửa đây mọi người thấy lọc sơn màu vàng, nó giống như là gỗ luôn á mọi người. Như còn bên này á thì lọc sơn màu đỏ, nó cho hai màu nó khác biệt cho nó đẹp, nó phân loại ra mọi người. Còn cái nhà đây lọc viết hotel nha mọi người. Nhà hotel mini của lọc. Sau này hai vợ chồng chuyển vô ở luôn. Nó giỡn cho khi nào vợ lọc chữ lọc và lọc trốn vô đây luôn. Để còn thiếu cái chốt nữa, có gì đó lọc làm sau quay xong cái này rồi lọc đi sẽ đi mua luôn. Còn cái này là má máu mua dùm cho lọc 1kg 6 thịt bắp bò đỡ lọc sẽ làm ăn tân gia cái ngôi nhà này nha mọi người. Lẩu bắp bò mồng tơi, đây là mồng tơi nè, đây là bắp bò như đây B100.000 á mọi người. Và thôi bây giờ lọc sẽ bắt đầu làm cái món lẩu bắp bò này nha mọi người cùng đón xem nha. Cuối cùng lọc cũng để nấu xong một cái nồi lẩu bắp bò rồi mọi người. Thì có bè mé rồi cậu chín mỡ chín rồi con bé chi nay phụ hồ nên là cũng hơi ít đẹp chút nha mọi người, thông cảm nha. Đó giờ nó đi uống cà phê rồi nó đẹp sau cũng được. Rồi nói chung là sau rồi nè mọi người. Nay giờ tân gia nhà món gặp cậu chín mỡ chín là giờ đột nhiên hoài là gậy gặp là mới nói ra đây. Nói chung là trong này chỉ có gia đình thôi nha mọi người, chứ không có người ngồi đâu. Nên là không có sợ Covid đâu nha mọi người. Chỗ đây em thấy. Lọc đặt mấy cái trứng vô trong đây. Bỏ thịt vô nha. Rau thì bỏ rồi. Đó, mọi người nhìn cái nào lẩu hấp dẫn. Đây là lẩu bắp bò nhưng mà nước nó ngọt nha mọi người, không có chua. Làm theo kiểu Nha Trang anh. Hồi kia anh làm quán lẩu anh làm kiểu này nè. Nấu cái đó nó ngọt ngọt. Theo kiểu nó vừa rồi nấu cũng ngọt. Lẩu bắp bò này ăn nó tái cũng được. Bò thì ăn rồi. Tái được mà. Có loại mụn đỏ nữa mà. Rồi. Bò này ăn chín á, đừng ăn tái chứ còn đưa mà bà muốn ăn chín là. Chén bê.
cầu bỏ vô đó. Rồi. Bỏ là thời hiệu trưởng trước hả? Bỏ thời hiệu trưởng. Anh đợi đó anh được. Thôi thôi đỡ đây luôn em. Anh đập thẳng vô đây này chứ sợ dớt không được, anh đập trứng ghe thẳng vô luôn. Không có, nó phát cái bờ này rồi. Không, thôi đâu luôn. Nói chung là tuy cái nhà nhỏ nhưng mà cũng phải khánh thành rồi đang quen luôn rồi. Hồ theo mà sau này chắc là lọc cho thuê tí 60 ngàn. Tí 60 ngàn ai vô vậy thôi 40 nè. À, giá không kỹ nữa không? Cậu giúp em, cậu mở que máy ăn trước đi. Vừa trồng đựng cải với cải này là vô trồng nó bọc. Nó cho, nó đặt cái máy lạnh trồng là ở trong ok luôn rồi. Be chân nước rồi, be ăn trước đi. Dưới que máy rồi ăn trước đi. Ấy chứ cậu. Xong chưa? Cô quá ơi. Rồi. Mấy gấp được ăn tự nhiên ơi. Nói chung là quay video rồi. Thì cả nhà cũng học còn ngại nha mọi người. Thì chỉ có Lập với Thủy là không ngại thôi. Mời mọi người lên đắt. Mời mọi người lên. Bây giờ ông gấp thịt rồi vô em. Nhưng thịt đó. Ngày thịt. Ngày thịt. Cầm em cầu chín để là ông nói chuyện hài thôi. Là bê nắm là bê nấu cái lạc rồi bê chấm. Mở ăn ấy. Nó mở ra. Cầu chín hạt tuổi nha. Mở chín ấy nha. Đưa. Nói chung là cái sâu nước lẩu mọi người nhìn hấp dẫn á mọi người. Thật, mở chín chén ơi. Mở chín anh ơi. Dạ là thiếu một cái chén anh. Nói chung này là một cái sâu thịt lợn ăn, nói chung là ăn thoải mái luôn mọi người. Ở đó chén. Chén anh đâu rồi? Ừ, chén anh đâu? Chén gì đâu? Thiếu. Thiếu một cái chén hả? Thôi, cho còn lại chén thật mắm thôi. Thôi, cho còn lại chén thì thôi. Tính nỉ tính đũa không tính chén. Mọi người thông cảm nỉ lần đầu tính đũa không? Đũa nó gấp được. Trời ơi, cái chén nó mới ra được. Mời mọi người miếng thịt đây. Để chị gấp được, đưa đây, đưa anh ấy cho. À, mời chín mời mọi người nè. Mời mọi người nha. Quên mời mọi người rồi. Đây. Mở không? Em mé hả? Mé quên mời rồi. Nó vị ngọt đi. Ngọt theo kiểu như Trang hả? Khoái quá. Lẩu. Kiểu ăn miệng tơi á. Ừ. Lẩu vẫn ngọt. Hiếu chứ, nó cũng ngọt hả? Có ớt quá à. Nói chung là lọc thì cái nước lọc chưa biết nó có mặn hay lạc thì lạc. Lọc cũng phải bấm mắm vô mọi người. Bây giờ Lộc mời mọi người miếng nha. Cùng ăn tăng gia nhà mới cùng với gia đình của Lộc. Đây, Lộc mời mọi người đây. Chế miếng nước mắm đi nè. Hơi lạc. Cái nước nó rất là ngon luôn nha mọi người. Ngọt hơi lạc chút. Ngọt. Nói chung là ở đây thì gia đình nhà vợ Lộc thì cũng không có quen ăn lẩu ngọt. Chứ hồi kia Lộc làm ăn lẩu là lẩu bò, bắp bò này người ta ăn rất là nhiều luôn, lẩu bắp bò mồng mồng tơi á mọi người. Làm theo kiểu... Ngon lắm. Ngon lắm. Nhân rồi. Gấp vô rồi hả? Ngọt là mà không có ớt mà chó tiêu không à. Tùy quỳ, tùy quán nữa. Thiếu tiêu xanh nữa, cái tiêu màu xanh xanh mà trong hũ á. Tiêu tiêu xanh tiêu trái à? Ừ. Tùm tùm à. Thằng đeo vô, bỏ vô là... Công nhận ngon thiệt á mọi người. Có mâm to rồi chứ. Mở gấp cho con. Thằng to là bỏ vô là giống như là nhào mà. Nói chung là cái son này ăn đem được, đem luôn. No luôn á mọi người, tuy nó nhỏ vậy cho thịt nhiều lắm. Đóng luôn à. Đây. Anh tám em. Chưa ăn bốc. Ăn được không? Ừ. Ăn chưa? Mấy tăng tăng này chứ tăng da máu bằng anh rồi. Không tiền mà ăn. Không tiền mà ăn tư lại nha. Gửi lại vốn chưa? À. Thịt kìa. Cái quỳ nó ngọt, cái kiểu ở trong đó
ngon hả? Thích có chua nữa là mày ngon. Đó, mình sẽ thấy. Ở đây là mình nhìn như mình tái ra, nhúng vô ăn liền nó giòn nhưng mà để chín với nó dai. Bò thịt nhúng vô ăn liền á, chứ bò nó dễ chín mà. Chắc là ngon. Bè thấy ngon không? Ngon. Mới chân ngon á. Chừng nào đi học là anh Nam? Tớ mệt. Ráng này phụ hồ giỏi bà dẫn đi làm nha. Con gái hiệu trưởng mà phải đi làm cho. Đi làm cho người ta nuôi gương vậy. Má học bữa đầu mà bị chữ quý chung luôn. Chữ nó bị non vậy, không chữ sao non. Anh Nam chữ con đi. Chữ nó bị non, hiểu rồi. Thôi chữ nha cho rồi. Ráng học mua iPhone. Quên 12 rồi. Con thịt trong đó gấp đâu sao? Con gái mà lên con kẻ là ít thì có lắm nha, mà dụng đó. Ví dụ 10 người. Năm mình lên thừa kẻ rồi. 10 người một người à, 10 người được một người con gái à. Có bây giờ thì là... Đừng bỏ cái đó em. Anh Năm chữ con học 6 giờ chứ lên không? Cuối cùng thì bê mé với cậu mợ đồ ăn xong hết rồi thì Lộc cũng ăn no rồi. Còn tí thì nó quay sâu nên nó ăn sâu nha mọi người. Bây giờ Lộc dẫn cho mọi người xem cái ổ khố Lộc mới vừa làm. Đây là cái ổ khố này gài vô nè mọi người. Còn cái này á thì Lộc cho cái ổ khố nằm ở trong. Lộc gài chốt rồi. Đó Lộc gài lại nè. Điều mình khó vậy cho ai có cái cục quýt dặn ra cũng được nha mọi người. Vậy thôi, nói chung là cái video này thì Lộc cũng đã làm, thì cửa thì cũng đã làm xong rồi, ăn thì cũng đã ăn xong rồi. Và thôi Lộc bây giờ Lộc xin kết thúc video tại đây. Và mong mọi người đăng ký kênh ủng hộ cho Lộc nha mọi người. Và góp ý những cái ý tưởng hay để có gì Lộc thực hiện nha. Và thôi Lộc bye bye mọi người nha. Bye bye mọi người.